Trước khi bắt đầu buổi học hôm nay, mời quý vị chắp tay chúng ta làm lễ trước khi chủ. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Chúng ta từng làm con. Trước khi mà chúng ta trở thành các bậc phụ huynh, các bậc cha mẹ thì chúng ta đều từng làm những đứa nhỏ. Và xin hỏi quý vị đó, khi mà chúng ta còn nhỏ đó, có bao giờ chúng ta bị cha mẹ nói những cái câu như là nuôi mày phí cơm phí gạo, hay là nuôi mày là báo cha báo mẹ chứ không được tích sự gì hết trơn? Thì quý vị có còn nhớ hồi xưa khi mà mình nghe những cái câu đó, mình có những cái cảm tưởng gì hay không? Rồi nếu như mà chúng ta quên đi đó, nha, nếu chúng ta quên đi thì bây giờ hãy đặt mình vào cái một cái tình huống. Ví dụ như chúng ta bị thất bại trong công việc, chúng ta xin việc hoài không được, hoặc chúng ta bị mất việc làm, hoặc chúng ta vừa mới thua một cái dự án, thua một cái hợp đồng, hoặc là mình vừa mới bị sếp mắng. Về thì cha mẹ thì không có an ủi, chỉ vào mặt mình nó nói nuôi mày phí cơm phí gạo không làm được tích sự gì hết trơn hết. Thì chúng ta sẽ có cảm tưởng như thế nào? Và rất là đáng buồn là chúng ta lại đem cái đó chúng ta áp dụng vào con cái. Mà theo như trong pháp cú thì tức là gì? Trước khi mình làm bất kỳ cái gì đó, hãy xem coi là mình có chịu được như vậy hay không. Cho nên cái gì mà mình không muốn nó xảy ra cho mình thì đừng làm cho người khác. Và cái gì mình muốn nó có cho mình thì hãy làm cho người khác. Trong gia đình cũng vậy. Nếu như mình không muốn cha mẹ của mình làm cho mình những cái hành động như vậy, những câu nói như vậy, làm cho mình bị tổn thương, thì thực sự mà nói chúng ta cũng sẽ hiểu là khi con cái chúng ta gặp những vấn đề đó, con cái chúng ta cũng bị tổn thương. Nhưng mà không có nhiều cái nhưng mà. Và đó là lý do chúng ta có cái buổi học ngày hôm nay. Quý vị có thấy kỳ lạ không? Hôm nay là lớp Phật pháp căn bản. Nhưng mà xin thưa, căn bản. Căn bản phải là những cái nó hết sức đơn giản, hết sức gần gũi với chúng ta. Năm giới đúng, nó thuộc về căn bản. Là phải biết, không thể không biết được. Cái việc bố thí, làm phước, phải biết, rõ ràng không thể không biết được. Nhưng mà cái chuyện mà gia đình chúng ta phải sinh hoạt như thế nào để đúng theo chánh pháp, đó cũng là cái phải biết chứ không thể không biết được. Mà sư nghĩ rằng đây là cái nền tảng mà bắt buộc chúng ta phải biết thôi, chứ không thể nào nói là cái này chắc để một cái buổi nào đó phù hợp đi sư, thì sư không biết cái buổi phù hợp đó là buổi gì. Ở Công giáo đó thì theo sư được biết thì nam nữ trước khi kết hôn là họ phải có một cái buổi học về hôn nhân. Mà đáng tiếc là Phật tử chúng ta đó, cái sự tự do nó nhiều quá, nó dẫn đến cái chuyện là nam nữ kết hôn thì không có một cái buổi nào đến gặp các cái vị tu sĩ, những sư, những thầy để hỏi coi trong hôn nhân chúng con phải học cái gì. Quý vị cứ nghĩ là mấy sư mấy thầy là tu ở trong chùa thì biết con khỉ gì hôn nhân. Rồi tới hồi mà quý vị có con, lẽ ra chúng ta phải đến chùa hỏi thưa sư như vậy con phải nuôi dạy con cái như thế nào. Quý vị không có đến chùa và hỏi. Có lẽ là trong con mắt của rất nhiều người, chúng ta nghĩ là cái chuyện gia đình ấy, chuyện vợ chồng với nhau, rồi cái chuyện cha mẹ con cái thì mấy ông sư không biết cái gì. Xin thưa nhầm to nhé, nhầm to. Bởi vì mặc dù có thể các sư chưa có con, giống như là một cái chú, sư không biết gọi là chú gì, chú đó nói với sư là sư có con đâu mà sư biết. Nhưng mà quý vị nhầm ở một chỗ là mặc dù đúng là nhiều sư không có con, nhưng mà Phật có dạy rồi. Phật có dạy cuộc sống trong gia đình đó, chúng ta phải cư xử như thế nào, chúng ta phải cần những gì để chúng ta có thể nuôi dạy con cái một cách tốt nhất.
Vừa qua chúng ta có những cái sự kiện hết sức đau lòng. Mà từ cái sự kiện đau lòng đó, cho nên sư nghĩ là chúng ta cần một cái buổi nói chuyện để quý vị có một cái nhìn, có một cái hiểu rõ về Kinh Tạng, về Đức Phật, Ngài đã dạy cái gì để chúng ta có thể sống được một gia đình đáng để gọi là một gia đình. À, mà nếu như đối với ai chưa xem á, thì quý vị có thể xem lại cái video về cái việc trầm cảm ở các bạn trẻ sư vừa mới giảng bữa trước. Cái vấn đề là chúng ta thiếu kỹ năng, cho nên á, là chúng ta thương nhau mà hóa ra chúng ta hại nhau. Để ý kỹ coi trong cái đời sống của chúng ta có phải là chúng ta khổ vì người mình thương nhiều hơn khổ vì người mình ghét không? Người mình ghét cùng lắm là mình không gặp nữa thôi, nhưng mà người mình thương á làm khổ mình rất là nhiều. Do đâu? Do chúng ta thiếu kỹ năng, không biết cách thương như thế nào cho đúng. Thành thử là chúng ta càng thương nhau, chúng ta lại càng làm cho nhau buồn, là như vậy đối với gì. Thành ra ở trong Tăng Chi Bộ Kinh chương một pháp, Đức Thế Tôn nói cha mẹ là người thầy đầu tiên của con. Thành thử cha mẹ xứng đáng là vị Phạm Thiên trong gia đình, cha mẹ xứng đáng là vị trời ở trong gia đình. Bởi vì sao? Vì cha mẹ là người thầy đầu tiên của con. Mà nếu như cha mẹ là người thầy đầu tiên của con, vấn đề đặt ra là chúng ta nên giáo dục, nên nuôi dạy con cái như thế nào để mà đó trở thành một cái gia đình. Thì nếu như chúng ta nói cha mẹ là người thầy đầu tiên thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cha mẹ là tấm gương. Không nhất thiết là phải đến trường, phải đứng trên bục giảng thì mới gọi là thầy. Mà cái chuyện mà chúng ta dạy dỗ con cái hàng ngày, từ khi nó biết chuyện, từ khi nó biết nhìn, nó biết nói, nó biết suy nghĩ, là kể từ đó chúng ta đã là những vị thầy rồi. Nó học cái gì từ chúng ta? Nó học từ cách ăn, cách nói, cách đi, cách đứng, cách cư xử và cả cái nhân sinh quan của chúng ta nữa. Tức là gì? Cái cách chúng ta nhìn đời, cái cách chúng ta đối xử với mọi người, cái cách chúng ta đối xử với nhau và cái cách gia đình của chúng ta nó trở thành một cái gì đó thì con cái nó sẽ học được cái đó. Chính bởi vì như vậy, chúng ta phải làm gương như thế nào đó để gia đình trở thành. Đây là một chuyện nghiêm trọng. Bởi vì nếu như chúng ta không nuôi dạy con cái mà nó hiệu quả thì chúng ta làm hỏng cả cuộc đời của nó. Thì bây giờ đó, không chỉ khi nào mà chúng ta chờ con mình nó lên tới mười mấy đôi mươi tuổi mình mới bắt đầu học làm cha. Mình học từ hồi nào? Học từ khi chúng ta mới kết hôn kìa. Học từ khi chúng ta mới bắt đầu là có giấy giấy báo là bắt chuẩn bị là có thai mấy tháng rồi. Học từ khi mà chúng con còn ẵm ở trên tay là chúng ta phải học cách làm cha làm mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải học cách làm gương. Từ khi con nít nó biết nhìn, từ khi con nít nó biết nghe, nó biết suy nghĩ, nó biết hỏi chuyện là bắt đầu nó đã học từ cha mẹ rồi. Như vậy chúng ta cần phải làm gương những cái gì? Theo trường bộ kinh, đầu tiên chúng ta cần phải làm gương ở cái chuyện là chúng ta không có nên say xỉn trước mặt con. Sư chưa nhắc gì đến chuyện quý vị giữ giới hay không giữ giới, nhưng riêng về cái chuyện say xỉn, chúng ta không nên say xỉn trước mặt con. Vì sao? Vì khi chúng ta say xỉn như vậy, nó sẽ ăn sâu vào cái hình ảnh chúng ta, nó sẽ ăn sâu vào cái suy nghĩ của đứa trẻ, của con mình. Rồi từ đó, quý vị cứ nghĩ đi, mỗi lần mình say xỉn mình có lý do, tới hồi con của mình nó cũng sẽ ăn vào đầu nó những cái lý do như vậy. Rồi khi nó gặp những cái trăn trở, những cái băn khoăn, những cái khó khăn trong cuộc sống, nó cũng sẽ tìm đến những cái chất kích thích. Nó sẽ tìm tới và nó cũng sẽ ăn nhậu, uống rượu hoặc là dùng những chất kích thích lớn hơn để chi? Để quên đi những cái nỗi bận tâm của nó.
để nó nghĩ là cái đó nó sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng mà quý vị biết rồi, người lớn mình uống rượu mà nhiều khi mình còn không kiểm soát được chính mình, uống chi nó còn nứt. Rượu vào cơ thể nó sẽ phá hủy cơ thể của rồi thì biết bao nhiêu những cái tai hại từ rượu chúng ta biết. Cho nên tránh, mình sẽ làm gương cho mấy đứa nhỏ. Quý vị sẽ không bao giờ muốn con của mình mới có mười mấy tuổi nha, 12, 13 tuổi nó đã bắt đầu nó tập tành uống rượu rồi. Hoặc 10, 14, 15 tuổi nó đã tập tành uống rượu, say xỉn. Thì tôi không nghĩ là cha mẹ nào mong muốn chuyện đó đâu. Thật ra tránh. Rồi cái tác hại thứ hai của cái chuyện say xỉn trước mặt con là gì? Lời nói của mình không có giá trị. Nhớ dùm chuyện đó. Rất nhiều bậc phụ huynh cứ thích, bình thường mình không dạy con đâu, uống rượu vào lôi con ra dạy. Cái chuyện mà mình say xỉn trước mặt con á, xin thưa là nó làm cho lời nói của mình không có giá trị với nó. Nó sẽ nghĩ cái gì? Cái này rượu nói, cái ông xỉn ông nói. Cho nên khi mình say xỉn trước mặt con là mình không dạy được nó. Nhớ dùm cái chuyện đó, lời nói của mình không có giá trị trước mặt nó. Mà mình cứ tập cái thói quen đó là không có nên nha. Thành ra đó, trong trường hợp mà chúng ta say xỉn, làm ơn làm phước đừng lôi con ra dạy. Sư nói những cái này, quý vị là những bậc phụ huynh thì sư mong là quý vị lấy giấy ra để quý vị ghi chép. Bởi vì những cái này đó đáng lẽ là quý vị phải đi học những cái khóa để người ta hướng dẫn làm cha mẹ của các chuyên gia tâm lý mà người ta sẽ lấy rất là nhiều tiền đó. Mà bây giờ quý vị đang có một cái khóa học miễn phí mà mình lại không có nghiêm túc, mình học không nghiêm túc ghi chép lại thì cái đó là lỗi của mình. Rồi tới hồi mình quay về mình nói tại sao mà mình dạy con không được. Không phải là mình không biết cách mà chẳng qua là quên rồi. Nó rất là uổng nha. Rồi có nguyên nhân thứ ba tại sao mà chúng ta không nên say xỉn trước mặt con, đó là bởi vì rất dễ sinh ra xung đột. Đã biết bao nhiêu gia đình vì cái chuyện ăn nhậu mà cãi nhau, biết bao nhiêu gia đình lục đục cũng vì cái chuyện nhậu nhẹt. Đó là lý do mình muốn con mình có một cái môi trường tốt thì làm ơn làm phước bỏ được là tốt nhất. Nếu như không bỏ được thì chúng ta cũng phải hạn chế ở mức tối đa. Chứ còn một cái gia đình lục đục thì chúng ta hy vọng gì con của mình sẽ phát triển được một môi trường tốt, trong khi đó chúng ta là người thầy đầu tiên của con rồi. Gì nữa? Khi mà chúng ta ăn nhậu, chúng ta xỉn trước mặt con, chúng ta sẽ để lộ những cái mặt xấu xí cho con thấy. Ai cũng có mặt tốt và cũng có mặt xấu. Lúc nào mình cũng muốn đem cái mặt tốt mình khoe ra cho mọi người xem và đem cái mặt xấu của mình giấu đi. Nhưng khi mình say xỉn nha, mình sẽ không cố ý nhưng mà mình lại để lộ cái mặt xấu xí của mình ra cho con nó thấy. Đấy. Mà khi con nó thấy những mặt xấu của mình rồi, xin thưa, mất hình tượng dữ, nha, mất hình tượng dữ lắm. Mà một khi mình đã không có một cái hình tượng ở trước mặt con rồi thì mình mong đợi gì cái việc mình sẽ dạy được nó và nó sẽ học được cái gì từ mình. Rồi gì nữa? Một cái tai hại nữa là vì cái chuyện mình ăn nhậu, trí tuệ của mình bị suy giảm. Thành ra có nhiều việc cái mình cứ nói là rượu nói, rượu làm. Thực tế là mình hết nha. Khi mà trí tuệ của mình suy giảm, bất kỳ một cái quyết định gì đưa ra đều là vội vàng. Quý vị đã bao giờ vì cái chuyện uống rượu mà mình đưa ra những quyết định sau đó mình hối hận không kịp? Có khi đứa nhỏ nó đi học về một cái bài điểm kém. Nếu như bình thường mình có thể kiểm soát cảm xúc của mình có thể dạy dỗ con bằng những cái lời nói hành động. Nhưng hôm nay mình có rượu ở trong người, mình nhìn nó, mình bắt đầu quay ra nhìn nó. Biết gì hồi xưa tao không đẻ ra mày đâu. Tao đi làm,
tối tăm mặt mũi kiếm tiền nuôi mày ăn mày học, mày chứ có chuyện học không thôi mày học không xong. Thì đó, xin thưa nhé, mình đánh nó đó nha, mình đánh nó là mình đang làm nó tổn thương về mặt thể xác, nhưng nó còn đỡ đó. Có nhiều khi cái lời mắng lời chửi của mình đó, nó làm nó tổn thương về mặt tinh thần, mà cái tổn thương tinh thần nó còn lớn hơn. Mà tới hồi cái chuyện mà nó xảy ra khiến cho đứa nhỏ nó quyết định những cái chuyện dại dột đó, hối hận nó một, hối hận nó một. Đương nhiên khi mà một cái vấn đề đau lòng xảy ra, chúng ta có rất nhiều những mặt chúng ta cần phải thay đổi, cần phải chỉnh sửa. Nhưng mà trong phạm vi bài này đó, sư hy vọng là chúng ta sẽ thay đổi ít nhất về mặt gia đình, để chúng ta có thể khiến cho cái gia đình của chúng ta trở thành một gia đình, nó trở thành một mái ấm, để cho con của mình ấy, mỗi lần mà nó đi học, nó mong mỏi mau chóng được về tới nhà. Để khi mà nó đi đâu xa, nó mong mỏi mau chóng được về tới nhà, chứ không phải là nó coi cái nhà trường là nơi mà nó thoát khỏi nhà, thoát khỏi cha mẹ, để mà hễ nó đụng cái chuyện gì nó đều nghĩ đến chuyện trốn nhà đi, hoặc tệ hơn nữa nó nghĩ đến chuyện tổn hại bản thân. Thành ra sư mong là quý vị có thể học được để chúng ta biến cái mái nhà nó thành một cái mái ấm. Rồi chúng ta làm gương cái vấn đề gì nữa? Cái vấn đề thứ hai chúng ta cần phải làm gương đó là hãy bỏ đi cái chuyện ăn chơi la cà. Nghe nó lạ chứ không lạ, nhất là với những bạn trẻ. Nhiều khi chúng ta lập gia đình còn rất trẻ đó, cho nên là tuổi còn trẻ mà, thì chúng ta cũng còn đi chơi. Nhưng mà nó rất là nguy hại, bởi vì khi mà mình ăn chơi như vậy đó, chúng ta sẽ hy vọng mình sẽ giáo dục được cái gì từ con. Đứa nhỏ đó nó không có phân biệt được đâu, nó chỉ thấy là cha mẹ nó làm được thì nó làm được, cha mẹ nó đi chơi được thì mắc cái gì nó không đi chơi được. Thì mình sẽ tập cho con một cái nhận định là cái chuyện la cà ăn chơi cũng không phải là cái chuyện gì ghê gớm lắm. Nhưng cái vấn đề là mình là người lớn, lắm khi mình còn không chắc cái chỗ mình tới nó có nên hay là không, huống chi là một đứa nhỏ. Mà xin thưa trẻ em thời nay dễ bị tấn công hơn hồi xưa, bị người ngoài đó họ lợi dụng tấn công dễ hơn hồi xưa. Thành ra khi mà nó thấy mình làm được, mà nó nghĩ rằng nó cũng làm được, thì nó là bắt đầu của những cái đau thương. Rồi một cái nữa chúng ta phải làm gương đó là gì? Bỏ cờ bạc. Nếu như chúng ta có cái thói quen mà cờ bạc, nên bỏ. Tại vì ngay cả người lớn mình mà mình còn thấy là cái cờ bạc là thứ nó rất là khó bỏ. Mà nếu như con mình nó thấy là ba má nó đánh bài, thì nó cũng sẽ nghĩ là cái chuyện cờ bạc đó là cái chuyện bình thường. Rồi nó sẽ nghĩ cái chuyện cờ bạc nó chỉ là chuyện giải trí thôi. Rồi khi nó gặp một cái vấn đề gì đó để nó muốn quên đi, nó muốn cần phải giải trí, thì thay vì nó tìm đến những cái hoạt động lành mạnh thì nó lại nghĩ đến chuyện cờ bạc. Mà người lớn mình ấy, mình cờ bạc mình còn không kiểm soát được tiền, nó còn nợ lên nợ xuống nha, có khi bán nhà bán cửa tán gia bại sản vì cờ bạc. Thì một cái đứa nhỏ chúng ta trông đợi gì cái khả năng tự kiểm soát bản thân của nó? Cho nên ấy, mình phải kiểm soát. Cái chuyện này sư nghĩ là cái chuyện quan trọng. Không nên nghịch giờ sinh hoạt với con. Tức là sao? Cái công việc của mình ấy, và cái giờ học của con, chúng ta nên sắp xếp như thế nào đó để mà khi nó có mặt ở nhà thì mình cũng có mặt ở nhà. Chúng ta có thể làm tất cả vì con, thì tại sao mình không tìm một công việc
vì con của mình. Cẩn thận, nhiều khi mình nói mình làm vì con chứ có khi mình làm vì mình. Tại vì nếu như mình vì con là mình có thể mình thay đổi vì nó. Mà tại sao á, sư nói là chúng ta phải tìm được một công việc mà cái giờ con cái nó có mặt ở nhà thì mình cũng phải có mặt ở nhà. Tại sao? Tại vì trong trường bộ kinh, sư đang nói trong kinh chứ không, sư không có nói ở ngoài. Nói để quý vị thấy là cách đây hơn 2.500 năm Đức Thế Tôn đã nhìn thấy rất nhiều việc và Ngài dạy cho tới bây giờ vẫn còn xài được. Tức là sao? Nếu như mình nghịch giờ với con, nghịch giờ sinh hoạt với con, cái giờ nó đi học thì mình ở nhà, mà cái giờ nó ở nhà là mình đi làm. Khi mình nghịch giờ với con cái thì không có ai bảo vệ nó hết. Nhớ mình. Biết bao nhiêu chuyện đau thương xảy ra. Rồi thì cha mẹ cứ đổ lỗi, tại vì tôi đi làm tôi không có thời gian quan tâm tới con. Và đây là một cái hiện trạng, một cái hiện trạng của xã hội ngày nay. Con cái thậm chí không nhìn được mặt cha mẹ. Một ngày thì không biết là nó nhìn mặt cha mẹ nó được bao nhiêu lần. Rồi nó dẫn, khi mà cha mẹ và con cái có khoảng cách như vậy, từ từ càng ngày càng xa. Rồi khi mà cha mẹ con cái không giao tiếp được với nhau, quý vị hiểu không? Mình với nó tự nhiên có khoảng cách. Rồi từ đó mình không hiểu cái tâm tư tâm tình nó như thế nào. Mình chỉ có thể nhìn con cái qua cái gì? Qua cái báo cáo thành tích của nó. Nó học hành như thế nào? Giỏi hay là không? Cô giáo có mắng vốn hay là không? Rồi mình đem cái chuyện đó ra đó. Khi mình nói với nó trở thành cái gì? Thành áp lực với con cái. Rồi khi tụi nhỏ áp lực, mình có mặt ở đó để mà mình quan tâm chăm sóc hay không? Con có những biểu hiện bất thường mình có biết hay là không? Con có những mối quan hệ bất thường, có những cái sự tiếp xúc bất thường, có những cái hành động bất thường mình có biết hay là không? Rồi đến khi sự việc vỡ lở ra mình cứ nói thằng nhỏ nó ngoan lắm, nó hiền lắm. Nhưng mà những lúc nó không ngoan không hiền mình không có biết. Cha mẹ không hiểu gì con. Cái vấn đề do đâu? Vấn đề do cái giờ giấc sinh hoạt của mình và nó nghịch nhau. Cái giờ mà con nó có mặt ở nhà là mình lo mình đi làm. Hoặc là mình lo mình làm cái công việc, làm cái job, làm cái event, làm cái đồng này nọ kia. Mình đâu có ngó ngàng gì đó, đâu có dành thời gian cho nó. Đấy. Thì đó là cái sự nguy hại. Đức Thế Tôn Ngài đã chỉ rõ khi mà cái giờ giấc của mình mà nó nghịch như vậy đó, không ai bảo vệ con mình hết. Xin thưa nha, thời nay đó người ta mua cái gì? Mua những cái thiết bị theo dõi con cái hả? Thậm chí là lắp đặt camera hả? Nhưng mà được thời gian là xin thưa, sau đó đâu cũng vào đấy. Rồi thì đến khi sự việc đau lòng xảy ra mình mới nhìn lại camera để gì? Để thấy được khoảnh khắc cuối cùng của con. Cho nên đó là một cái sự tai hại. Phải thu xếp. Phải thu xếp thôi, chứ mình không có cái biện lý do được cái gì cả. Kiếm tiền cho nhiều để làm cái gì? Còn nếu như mà chúng ta không đi làm, hoặc là chúng ta thay đổi công việc để mà vì con. Nếu như chúng ta vì con mà chúng ta thay đổi công việc, thay đổi giờ giấc để nó phù hợp với con, mà nó sẽ dẫn đến chuyện cả nhà chết đói hết á, thì thôi sẽ không bàn tới. Nhưng nếu như thay đổi được thì chúng ta nên thay đổi. Rồi gì nữa? Chúng ta phải làm gương. Cái việc làm gương tiếp theo mình phải làm cái gì? Đó là bỏ đi những người bạn xấu. Bạn xấu là gì? Bạn xấu là cái đứa bạn nó rủ rê mình mấy thứ ở trên nha. Rủ rê mình đi ăn nhậu nè, rủ rê mình đi cờ bạc nè, rủ rê mình đi chơi bời đàn điếm nè, rủ rê mình làm những cái chuyện này chuyện kia khiến cho mình không có thời gian chăm sóc gia đình. Thì đó là những thứ bạn xấu chúng ta nên bỏ. Và không phải ngẫu nhiên ấy, mà người xưa cái này không có trong Phật giáo. Cái câu này câu của người Việt mình đó là gì? Đàn ông xây nhà mà đàn bà xây tổ ấm.
Thậm chí ở trong Phật giáo thì nó cũng có những cái tương tự như vậy. Nhưng cái vấn đề là hầu hết chúng ta hiểu sai và đánh giá không có đúng về cái mức độ quan trọng của việc có một người ở nhà. Thực sự cái chuyện là đàn bà xây tổ ấm, nếu mình nói đúng hơn là phải có một người ở nhà để chịu trách nhiệm khiến cho cái nhà đó trở thành một cái mái ấm. Mà thường trong cái việc đó phụ nữ làm giỏi hơn đàn ông, cho nên người ta mới nói là đàn bà xây tổ. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta không đánh giá đúng mức cái sự quan trọng của nó. Thành ra chúng ta coi thường những người phụ nữ ở nhà. Hoặc là nếu như người đàn ông ở nhà thì chúng ta coi thường bất kỳ người nào ở nhà mà không đi làm. Chúng ta đã sống trong một cái xã hội coi trọng vật chất quá nhiều. Chúng ta bị cái tư duy vật chất nó ăn mòn rồi. Cho nên là chúng ta suy nghĩ cái người làm ra tiền đó mới là người quan trọng trong gia đình. Còn cái người làm cho một cái gia đình trở thành cái mái ấm, chúng ta coi thường. Nó dẫn đến chuyện từ xưa đến nay, chúng ta coi thường phụ nữ, coi thường người mẹ, người vợ ở trong gia đình. Chúng ta không thấy được tầm quan trọng của họ. Không thấy được cái chuyện mà họ có mặt ở nhà, họ không đi làm, bản thân nó là một sự hy sinh. Bản thân nó là một sự phân chia công việc và bản thân nó là một sự cần thiết. Ở đời nó có âm có dương, có trái có phải, có trên có dưới, có trong có ngoài. Khi một người lo về mặt vật chất, về mặt kinh tế để lo cho gia đình, thì phải có một người lo về mặt tinh thần cho cái gia đình đó. Quý vị biết mà. Có những ngôi nhà nó chỉ là ngôi nhà thôi, chứ nó không phải là mái ấm. Mà có những ngôi nhà nó là mái ấm, nó còn hơn cả một ngôi nhà. Mà cái chuyện biến cái ngôi nhà đó thành cái mái ấm hay là nó trở thành một cái phòng trọ là do mình. Tại sao sử dụng cái từ phòng trọ? Có đôi khi với quý vị để ý thôi, chúng ta chỉ là những người ở trọ trong gia đình, chỉ là những người ở trọ trong nhà thôi. Tức là chỗ đó là chỗ mình tới, mình nghỉ ngơi rồi mình đi lo công việc của mình. Chứ mình không biến nó thành một cái tổ. Mà muốn biến nó thành một cái tổ ấm, phải có một người hy sinh để lo về mặt tinh thần ở trong gia đình. Mà trong sự việc này, cái người giỏi nhất là người phụ nữ. Cho nên người ta mới nói là đàn bà xây tổ ấm. Không phải là trọng nam khinh nữ. Mà cái việc này phụ nữ giỏi hơn đàn ông. Cái chuyện mà biến một gia đình thành một cái tổ ấm, phụ nữ giỏi hơn đàn ông. Nhưng mà khi mà sư nghiên cứu thì sư một số tài liệu thì sư thấy là cái phong trào nữ quyền nó xuất hiện manh nha từ cái thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Bởi vì khi đó đàn ông chết nhiều lắm. Nó dẫn đến một cái tình trạng là thiếu nguồn lao động. Rồi thì phụ nữ họ đi làm. Và khi phụ nữ họ đi làm như vậy đó, họ nhận ra là họ cũng có thể đi làm. Thì tại sao họ phải sống nhờ vào đồng tiền của đàn ông? Rồi từ đó cái tư tưởng nữ quyền nó bắt đầu phát triển. Nhưng thực tế là do một một cái gia đình đó, nó thiếu một mặt, cho nên người phụ nữ họ phải gồng gánh cả hai mặt. Tức là họ vừa phải lo kinh tế cho gia đình mà họ vừa phải lo cái phần tinh thần cho gia đình. Để ý coi thời nay đó, người phụ nữ họ vừa phải đi làm mà vừa phải quán xuyến công việc gia đình. Mình cứ nghĩ là nữ quyền là họ phải như đàn ông, nhưng thực tế là không được như vậy. Họ phải làm cả hai việc, vừa lo kinh tế mà vừa phải lo gia đình. Mà nếu như chỉ lo kinh tế hoàn toàn đó, gia đình bị bỏ xó, con không ai quan tâm. Rồi đến khi mà sự việc đau lòng xảy ra thì mình nói tại sao gia đình không quan tâm tới con. Còn nếu như người phụ nữ không đi làm, ở nhà không thôi đó, thì cái tư tưởng sai lầm của những người đàn ông là gì? Coi thường người phụ nữ ở nhà. Mình không coi đó là một sự kiện
quan trọng, cần thiết và cần phải được tôn trọng. Mình không thấy, mình không đánh giá đúng mức tầm quan trọng của người phụ nữ ở nhà. Thành ra gia đình chúng ta bị lỗ hổng, lo vật chất cho con cái, rất nhiều người lo rất là giỏi, nhưng mà lo cái phần tinh thần cho con mình thua. Cho nên khi mà mình chúng ta nói về cái câu là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, thì chúng ta nên hiểu là đây không phải là một cái sự kỳ thị nha, đây không phải là một cái quan điểm cổ hủ, mà đây là một sự phân công cần thiết. Mà nếu như không có cái này, chết người trong cái chơi. Mà thực tế đã có rồi, đã có rồi, do cha mẹ đi làm hết, không có thời gian quan tâm tới con. Cái hậu quả xảy ra thì chúng ta đã thấy rồi. Mà mình vẫn cố chấp, mình không thay đổi, thì đó là vấn đề của mình. Rồi, tiếp nữa là gì? Chúng ta đặt quá nhiều áp lực vào con cái bằng cách chúng ta đặt kỳ vọng vào nó. Từ đó chúng ta không chấp nhận cái chuyện con cái nó thất bại. Đó là một cái sai lầm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cần phải hiểu cái dở nha, cái dở, cái kém là năng lực có hạn. Có nhiều khi con của mình nó hạn chế về mặt tiếp thu, nó hạn chế về mặt suy luận, hạn chế về về cái mặt tư duy, hạn chế về mặt này mặt kia. Thành ra đó, nó dở, nhưng mà cái dở của nó là năng lực nó có hạn. Trừ khi nào á nó lười á, thì cái lười đó mới là một cái lỗi. Mình chỉ nên lo quan tâm, sửa, răn dạy, hướng dẫn nó khi nó lười, chứ không phải khi nó dở. Nhớ giùm cái chuyện. Có nhiều khi cái khả năng học của con có như vậy à, mà mình cứ ép nó, bắt nó đi học thêm chỗ này, bắt đi học thêm chỗ kia. Có nhiều nhà con á 19 giờ nha, 9 giờ mới đi học về, học thêm á, học ở trường xong rồi đi học thêm tới 9 giờ, có khi 9 giờ rưỡi mới về tới nhà. Rồi là phải lo học hành nha, lo học làm bài tập ở nhà tới 11 giờ, 12 giờ. Rồi sáng á thì 4 5 giờ là phải lo dựng đầu nó dậy để nó tiếp tục nó học. Rồi nó lại bắt đầu nó đi tới trường. Thật ra thằng nhỏ nó bị khủng hoảng học hành. Nó thiệt là mình đi làm mà còn không tới cái mức độ là tới 11, 12 giờ khuya mình mới được nghỉ, mà sáng 4, 5 giờ mình đã lo đi làm. Nhiều khi mình chưa đạt đến cái cấp độ đó mà mình đã ép nhỏ đưa vô cấp độ đó. Thành ra đó, cái chuyện mà hay hay dở, giỏi hay dở là do năng lực. Còn nhiều lý do nữa, có thể là do cái cách dạy dỗ, cái môi trường vân vân và vân vân. Nhưng cái vấn đề sư muốn nói ở đây là gì? Khi nào á mà nó lười á, mà nó dở á, thì mình dạy nó là đúng rồi. Tại vì cái lười là cái không có nên. Nhưng mà mình thấy con nó đã cố lắm rồi, cố lắm rồi nhưng mà nó vẫn không được. Nó có cố nhưng nó vẫn không được, thì mình phải cho phép nó được dở. Tại vì nó không có lười. Rồi gì nữa? Khi mà mình dạy con, có rất nhiều cái để mình dạy. Một trong số đó là gì? Dạy con lựa bạn mà chơi. Và mình cũng cần phải theo dõi nó, cần phải tìm hiểu là nó tiếp xúc với cái gì. Bạn ở đây không đơn thuần chỉ là những người bạn bằng xương bằng thịt. Đương nhiên có những người bạn bằng xương bằng thịt, mà hơn nữa đó còn là những gì con của mình tiếp xúc. Xin hỏi quý vị, quý vị có thể kể tên những người bạn mà nó chơi cùng không? Quý vị có thể kể tên những người bạn mà nó thường hay liên lạc không?
liên lạc qua bên Facebook, liên lạc qua bên Twitter, hoặc là những cái kênh mà con của mình hay coi, kênh TikTok, kênh YouTube, Facebook, những cái hội nhóm mà con mình tham gia mình có biết, có kể tên được. Nó có hai cái, một á là con nó không muốn cho mình biết, mà hai á là mình không có quan tâm, mà cả hai cái đều dở. Con nó không muốn cho mình biết có nghĩa là, có nghĩa là giữa mình và nó là, tại sao hồi nhỏ đó nó có cái gì nó cũng tâm sự với ba má nó, tới hồi nó bắt đầu là nó, nếu nó lớn cũng không đúng, mà nó bắt đầu thừa thì vô cái tuổi dậy thì bắt đầu là nó không có muốn tâm sự với ba má. Okay. Rồi mình thì mình lo công việc mình không quan tâm. Mà xin thưa ở đây sư đề nghị chúng ta phải quan tâm. Nếu như chúng ta muốn giáo dục con, chúng ta phải quan tâm. Mà cái sự quan tâm ở đây đó, nó không phải là cái sự tập mạch. Phân biệt giùm sư nha, quan tâm nó khác với tập mạch. Tức là gì? Chúng ta theo dõi. Chúng ta biết. Chúng ta biết con, bạn của con là ai, con có sở thích như thế nào, con tiếp xúc với những cái gì, tham gia những cái hội nhóm nào mình biết. Nhưng nó không có nghĩa là mình phải can thiệp vào, nhớ giùm, không có, có nghĩa là mình phải can thiệp vào. Tại vì hồi xưa mình cũng biết mà, lúc nào mình cũng muốn có một sự tự do, cần có những cái sự riêng tư cần phải được tôn trọng, thì bây giờ cũng vậy thôi, con nó cũng cần có tự do, cần có sự tôn trọng trong cái riêng tư. Mình biết nhưng mà mình im lặng để chi? Để mình có sự hướng dẫn nó một cách phù hợp. Một cái cách mà xã hội chúng ta thường làm á là cấm, cứ cái gì mình quản không được là cấm, cái gì mình không vừa lòng là cấm, mà bất kể đối phương suy nghĩ làm sao, bất kể là người ta có được giải thích hay không được giải thích, bất kể, cứ cái gì mình cứ không thích là mình cấm, mình thấy không ổn là mình cấm, mình thấy không quản được là mình cấm. Cái đó chết, cái đó chết. Tại vì cái cấm là phương pháp tệ nhất, tệ nhất. Khi mà nó còn nhỏ nó biết sợ á, mình cấm nó thì nó chỉ đơn giản má, ba má cấm không làm. Nhưng bắt đầu nó vô cái tuổi dậy thì rồi, nó vô cái tuổi phản nghịch, thử cấm nó coi, cái gì càng cấm nó càng làm. Cho nên sư mới nói cái chuyện cấm là tệ nhất. Ủa như vậy thì biết nhìn mà không cho can thiệp, nó không được cấm, thì mình phải làm như thế nào? Cần phải dạy nó tâm sự. Đầu tiên là mình phải biết nó tiếp xúc với những người như thế nào, rồi mình dạy nó những người như thế này á, họ có cái mặt tốt gì hoặc xấu gì. Ví dụ như cái người bạn như vậy nè, ba má thấy nó có những cái mặt tốt và mặt xấu. Mặt tốt á, mình có thể phân tích cho nó, hoặc là mình để cho nó kể, hỏi nó bạn con có những cái mặt tốt gì mà con chơi chung với nó, phải có cái gọi là có sự giống nhau chứ, phải có sự giống nhau thì nó mới chơi chung, có thể là cùng giống nhau một cái sở thích, hoặc là cùng giống nhau về mặt một cái gì đó, nó phải cùng chung chí hướng ở một khía cạnh nào đó thì nó mới chơi được với nhau. Mình có thể hỏi con bạn con thì nó có cái gì mà nó con thích đó, rồi thì mình bắt đầu mình mới phân tích cho con thấy là cái đứa bạn đó nó có mặt tốt như thế nào và có mặt xấu như thế nào. Thì mặt tốt mình có thể khuyến khích, khuyên con nó học. Ví dụ như đó con thấy không, bạn nó tới nhà nó chơi nó lễ phép, nó biết chào cô chú. Rồi nếu mà con tới nhà nó, con có chào cô chú không, hoặc là con tới chỗ khác con có biết chào cô chú không? Cái đó cái con cần, cái đó con nên học đấy. Thì như vậy đó, mình cho con nó thấy là bạn của nó cũng có những mặt tốt, nhưng bên cạnh đó
cũng có những mặt chưa tốt, mà chỉ nó bạn con còn có những cái thiếu sót như vậy, thì những cái thiếu sót đó đừng có để nó dạy hư con nha. Nó mà có rủ con làm mấy cái chuyện đó con đừng có làm nghe. Đấy. Tức là gì, mình cho con nó thấy là những đối tượng mà nó tiếp xúc, những nơi mà nó tới, những cái môi trường mà nó tham gia có những mặt tốt và mặt xấu. Mặt tốt thì nó có thể học, còn mặt xấu á thì nên tránh. Mà nếu như cái nơi đó mặt tốt không có bao nhiêu hết mà mặt xấu quá nhiều thì mình nói với nó, con suy nghĩ đi, bây giờ cái đó nó hại nhiều hơn lợi thì có nên tham gia tiếp hay không, để cho nó tự quyết định. Mình chỉ là người hướng dẫn, chỉ cho nó thấy cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, chứ đừng có ép nó, bắt nó phải như ý của mình. Sư nói thiệt, sư ví dụ thôi nha, ví dụ thôi nha. Nếu như có ai đó nắm đầu mình ghi vào cái chỗ mà rồi họ nói là cái chỗ này tốt nè, ở đây đi, còn cái chỗ kia xấu lắm đừng tới, mặc dù có đôi khi mình biết nó đúng á, đúng á, chỗ này tốt nè còn chỗ kia xấu nè, nhưng mà cái thái độ tôi ghét cho nên tôi không theo, tôi ghét cho nên tôi biết chỗ này tốt mà tôi cũng không có tới, tôi biết chỗ đó xấu mà tôi vẫn cứ nhào vô, tại sao vậy, tôi ghét. Thì cái kiểu như vậy, đặc biệt là nếu con của mình bước vào cái độ tuổi phản nghịch đó, tức là cái độ tuổi dậy thì mình cần phải để ý. Đặc biệt chúng ta cần phải quan tâm đến thầy của con, tức là những người mà con học hỏi, thầy cô, mình xem coi nếu có khả năng thì tận lực tìm hiểu cái đạo đức của họ, cái nhân sinh quan của họ, cái cách nhìn của họ. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới con của mình nha. Có những khi dạy nha, có những khi dạy thì người thầy á nha, người thầy sẽ vô tình hoặc là hữu ý lồng ghép vào cái nhân sinh quan của mình, cái cách nhìn nhận cuộc đời và thậm chí cái tác phong của họ, cái đạo đức của họ, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới con của mình. Thành ra là mình cũng nên tìm hiểu. Chứ còn thầy cô thời nay thì không đơn thuần chỉ là kỹ thuật rồi gì nữa. Chúng ta có bốn trường hợp mà chúng ta không nên dạy con. Tức là có bốn trường hợp mà nếu như chúng ta rơi vào trong bốn trường hợp này thì tốt nhất là giữ im lặng. Lúc đó không phải là lúc mình dạy con hoặc đề nghị với con bất kỳ cái gì. Thứ nhất là do mình đang bị chi phối bởi tham dục. Nghe nó kỳ. Tức là gì? Mình thích cái đó, cho nên mình muốn con nó làm. Có nhiều bậc phụ huynh ấy, ví dụ như hồi cấp 3, xưa có một người bạn thân. Mẹ của người bạn này đó thích dược sĩ. Thích dược sĩ. Thành ra là vì mẹ mình thích cho nên là ép ép đứa con phải học để đậu dược sĩ cho bằng được. Mà trong khi đó đó cái đứa con học lực nó có hạn. Học lực có hạn, học lực chỉ ở mức trung bình thôi mà đòi phải đậu vô dược sĩ, đại học y dược. Mà quý vị nghĩ thôi. Năm đầu thì đương nhiên không đậu, rồi cứ ép nó, ép nhỏ. Ráng ôn đi, ráng ôn, ráng thi tại vì má muốn như vậy. Không biết là nó thích cái gì thì không cần biết, mà cứ má muốn như vậy thì con phải làm theo ý của má, tại vì má nghĩ cái đó là tốt cho con. Thì đó là do cái sở thích của ba mẹ, rồi từ đó nó dẫn đến cái hậu quả là nhỏ con ấy nó trốn nhà đi, tại vì áp lực quá nó trốn nhà đi. Rồi khi nó trốn nhà đi như vậy đó, có những người khác dụ dỗ,
Rồi thì cuối cùng cũng đâu có học hành gì được đó. Thì có những bậc phụ huynh mình dạy con theo cái cách là trả thù gì đó. Xin nói nó kỳ. Chứ giống như hồi xưa mình muốn làm bác sĩ không được thì bây giờ mình phải dạy con để nó thành bác sĩ. Để chi? Để nó bù đắp cái mong muốn hồi xưa của mình làm không được thì nó phải làm giùm mình, nó làm giùm mình. Coi chừng. Có nhiều cái mình muốn nó, mình đặt áp lực cho nó. Không phải vì mình tốt, muốn tốt cho nó mà mình muốn nó bù đắp cái thiếu sót hồi xưa của mình làm không được. Và trên danh nghĩa là ba má muốn tốt cho con. Cho nên đầu tiên cần phải tránh cái chuyện đó. Có khi là mình muốn con nó có thành tích tốt. Coi chừng nha. Mình muốn con nó có thành tích tốt để làm cái gì? Cuộc mình có thương nó hay không? Mình đẩy nó vào một cái áp lực như vậy. Chúng ta không muốn, chúng ta không có ai muốn là mình bị cha mẹ đặt ra những cái áp lực mà từ đó mình phải có những cái nỗ lực quá nhiều nó dẫn đến cái chuyện bị stress, mà cái stress lâu ngày nó đưa đến trầm cảm. Mà có rất nhiều cái con nó đi học vì ba mẹ muốn như vậy, nó thi vào một cái trường bởi vì cha mẹ nó muốn. Sư cứ nhớ sư cũng có một người bạn thân cũng một cấp 3, nó rất là giỏi về hội họa mà ba mẹ nó đó thì bắt nó phải vào đại học kinh tế. Rồi thì nó phải áp lực, nó phải cố nó thi vào kinh tế để rồi sau đó học mấy năm ở đại học kinh tế đó, nó bỏ. Và bây giờ thì nó vẫn quay trở lại nó làm hội họa. Mà nếu như không có vì cha mẹ nó thì nó không phải tốn nhiều thời gian cũng như vậy. Mà thời gian đó là chưa kể còn có tiền bạc nè, công sức nè, rồi biết bao nhiêu những cái áp lực thi cử nè. Chỉ bởi vì cha mẹ muốn nó như vậy mà thực tế cái năng lực của nó không phải như vậy. Cho nên khi mà mình có cái ham muốn, mình muốn con mình như ý của mình thì coi chừng cái sự nhận xét của mình nó không còn khách quan nữa, mà nó trở thành mình muốn con nó trở thành một cái công cụ để thực hiện cái mong muốn của bản thân. Cái đó mình thấy. Cái thứ hai, mình không nên dạy con khi mình đang nóng giận. Có thể là mình bị áp lực từ công việc, áp lực từ bên ngoài, thì chúng ta lại càng không nên vì cái lỗi của người khác lại đem nó áp vào con của mình. Khi đang nóng giận làm ơn làm phước đừng dạy. Rồi chưa kể là khi mình nhìn thấy con nó có điểm kém, thành tích kém, thấy con nó có những cư xử sai lầm mình nóng giận, thấy con có những cái hiểu biết, có những hành động không có nên, trái quấy mình nóng giận. Nhưng mà nhớ, khi nóng giận làm ơn làm phước đừng dạy con, đừng nói một cái gì hết, đừng làm một cái gì hết, im lặng, im lặng đi. Bởi vì sao? Nóng mất ngon mà giận. Đếm thử trong cuộc đời mình có bao nhiêu lần vì mình nóng giận mà mình làm ra cái chuyện sau này mình phải hối hận. Trên đời nhiều lắm quý vị à. Cái này sư nói thiệt là chúng ta nên in ra một cái bảng lớn mình treo ở trong nhà đó. Tức là gì? Đang nóng đừng dạy con. Sư nói thiệt. Cái này thì sư không phải là sư ngồi sư tán dóc, mà đây là sư đang dẫn ở trong kinh. Khi đang nóng giận đừng làm ơn làm phước đừng dạy con. Rồi cái thứ ba nữa là gì? Khi chúng ta chưa có đầy đủ thông tin đừng lôi con ra dạy. Ví dụ như chúng ta thấy con nó về trễ chưa gì hết là cứ lôi nó ra mình chửi nó một tăng, chưa có tìm hiểu kỹ,
có rất nhiều nguyên nhân, thí dụ như xe nó bị bể bánh, hoặc là bị thế này thế khác, không cần biết, cứ về trễ là lôi con ra chửi, hoặc là thấy con nó bị điểm kém là mình lôi nó ra chửi, mà mình chưa biết cái cụ thể nó ra làm sao, chưa biết. Có thể là hôm đó thi cái nó phát huy cái thực lực nó không được tốt, có thể nó bị đau bụng, hoặc có thể là nó bị cái gì đó khiến cho nó phân tâm, hoặc là do nó mệt mỏi quá cho nên là nó làm bài không được tốt. Mình không cần biết, cứ thấy nó điểm kém là lôi đầu nó ra chửi. Bất kể cái việc gì muốn dạy dỗ con, làm ơn làm phước, tìm hiểu kỹ. Còn nhớ cái câu chuyện cái gì thị màu, à phải thị màu, thị kính ha. Tức là cái bà mẹ mà chỉ cái hình ở trên cái vách vách nhà tranh, chỉ ba đó con. Rồi tới hồi mà ba nó về nó thấy con nó không có nhận mặt cha, là cứ như vậy là đập bà vợ cho tới nơi tới chỗ, tới hồi dẫn đến chuyện là thì chết. Tại sao nói như vậy? Để quý vị thấy có những chuyện nó không phải như vậy, mà thậm chí trong cuộc đời sẽ có những chuyện mình nhìn thấy như vậy, mình nghe thấy như vậy, tận mắt mình nhìn thấy như vậy, mà cái sự thật nó còn chưa chắc đã là như vậy. Có nhiều khi mình, thí dụ như mình thấy cái đứa này là một cái đứa hư, con mình tốt nhất là đừng có dính dáng gì tới cái thứ này. Rồi một hôm nào đó mình thấy con nó đang đi lăng tăng với cái đứa đó ở trong một cái quán nước, làm mình bắt đầu là mình làm trận làm thượng lên, nhưng mà mình không biết, có thể vì một lý do nào đó thì sao, mình không tìm hiểu kỹ, cứ như vậy mình đem ra là mình dạy. Mà xin thưa, khi mình dạy như vậy đó, trong đầu đứa nhỏ nó sẽ nghĩ là ba má không biết gì, ba má không hiểu chuyện. Rồi từ cái đó thì quý vị đã hiểu rồi, cái lời dạy của mình đâu còn tác dụng, tại vì nó đã có suy nghĩ là ba má không biết gì hết, ba má không hiểu chuyện nha. Rồi một cái điều cuối cùng đó là gì? Chúng ta không nên dạy con khi chúng ta có sự lo lắng sợ. Nhiều khi chúng ta lo quá mà cái lo đó nó làm chúng ta bị ảnh hưởng cái suy nghĩ. Thí dụ như mình phát hiện con nó yêu sớm chẳng hạn, rồi mình lo nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện học, mà mình chưa gì hết là mình lôi đầu con nó ra là mình tẩn nó một trận, hoặc là mình vô tình mình lượm được cái quyển nhật ký của nó, mình đọc trong đấy đó thấy có những cái là đáng lo, rồi chưa gì hết là mình chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng, mình cứ lôi nó ra là mình làm trận. Sư thì sư không tin nó có kết quả đâu, thành ra cẩn thận cái chuyện đó. Cái trách nhiệm của cha mẹ là chúng ta nên dạy con kinh nghiệm sống. Đã bao lâu rồi quý vị không có ngồi lại tâm sự với con? Đã bao lâu rồi chúng ta không có ngồi lại kể chuyện đời xưa cho con nghe? Có những cái thuộc về kinh nghiệm của người lớn, mà những kinh nghiệm đó mình phải bỏ ra bằng mồ hôi, bằng nước mắt và cả máu. Mình có những kinh nghiệm quý báu, tại sao mình không dành thời một chút thời gian để mình truyền đạt những kinh nghiệm đó lại cho con? Để rồi tới hồi mà nó đụng chuyện á, mình cứ đè đầu nó ra, mình nói là mày con nít mày biết cái gì, rồi mình cứ áp đặt vào nó phải nghe lời mình, mặc nhiên nó phải nghe lời mình, nó không nghe lời mình là con hổm, là con hư, là con không có ngoan, là không có được. Trong khi đó những cái kinh nghiệm sống của mình
Mình có thường dành ra những buổi như vậy mình tâm sự dày, tâm sự mỏng với nó không? Hiếm lắm. Hiếm. Trong khi đó, đó là những cái cần thiết. Mà cho tới bây giờ sư vẫn nhớ một vài cái lời nói của bố sư. Sư nhớ là bởi vì do cái hoàn cảnh cho nên là sư không có sống gần với bố mẹ. Cho nên những cái lần mà gặp được bố mẹ sư rất là quý. Cho nên là những cái lời mà bố sư nói là sư vẫn nhớ như in. Có những lời dạy mà nó thuộc về kinh nghiệm sống. Mình phải nhớ, mình phải nằm lòng. Ví dụ như có lần. Bố sư thấy này nó, con nó biết yêu sớm. Biết yêu sớm tức là còn nó biết yêu khi mà nó còn đang trong độ tuổi đi học. Thì nó là yêu sớm. Thì bố sư không không có ngăn cản, cũng không có hỏi han mà chỉ nói như thế này. Con có thấy cái trái xoài không? Cái trái xoài á, nó chín ở trên cây á, thì nó cũng là chín. Mà cái trái xoài đó mình hái xuống mà nó xanh đó, rồi mình quăng nó vô trong cái lu gạo đó, thì nó cũng chín. Mà cái trái xoài mà mình chú ở trong cái lu gạo để nó chín như vậy đó, ăn nó không có ngon như là cái trái xoài ở trên cây. Cho nên đó, cái gì cũng vậy con. Nó tới thời điểm thì nó vẫn tốt hơn là mình làm nó chín sớm. Cái câu đó sư vẫn nhớ tới bây giờ. Bố sư mất rất là lâu rồi. Thành ra đó, có những cái gọi là kinh nghiệm mình cần phải dạy qua những cái buổi nhẹ nhàng thôi, chứ không phải là mình phải đi kèm với roi mây thức thức bản rồi mình phải nặng nề với con. Không cần, có những khi chỉ đơn giản thôi mà con nó nhớ cả đời. Rồi cái gì nữa, cái này là quý vị phải ghi ở trong lòng. Khen con trước mặt người ngoài, có bao giờ quý vị khen con trước mặt người ngoài hay chưa? Sư đang nói trích dẫn ở trong kinh đó. Khen nhỏ trước mặt người ngoài có bao giờ mình làm hay chưa? Hay là mình chỉ lôi nhỏ ra mình so sánh, mình nói con nhà người ta thế này, con nhà người ta như thế kia. Con nhà người ta nó học giỏi lắm, thằng tí thằng tèo nó giỏi biết là bao nhiêu, nó phụ cha phụ mẹ nó. Đó mà con có mỗi chuyện học không thôi con lo không xong. Rồi tới hồi mà mình bạn bè tới chơi, có mặt con mình ở đó đó, mình có khen con trước mặt bạn mình hay không, hay là mình kể những chuyện xấu khổ của con mình ra. Cái chuyện mình kể chuyện xấu của con bạn nó không nhớ, nó về rồi nó cũng quên, nhưng mà cái đứa con cái tổn thương đó nó nhớ hoài. Trong khi đó con mình được những cái hay những cái tốt, mình có bao giờ mình đem ra mình khoe không? Có bao giờ mình đem con ra mình khen không? Đấy. Thí dụ như con hôm nay làm bài điểm tốt lắm này. Hoặc là con hôm nay nó vẽ cái chỗ cái tranh nó đẹp ghê lắm. Hoặc là con hôm nay nó biết đờn, đờn hay lắm. Thì cũng cái chuyện đó. Thì khi mà bạn mình về thì con của mình nó trở thành con nhà người ta. Nha. Trong khi đó đứa nhỏ con của mình nó cũng vui vẻ, được nở mày nở mặt. Mình có thường làm như vậy, có làm như vậy hay không? Hình như nó cũng hiếm. Chúng ta có 5 cách để chúng ta thể hiện tình thương đối với con. Đó là gì? Thứ nhất, mà phải nói ở đây là cái bổn phận của cha mẹ phải làm cái chuyện này với con. Thứ nhất là chúng ta phải ngăn con làm những cái chuyện ác nha. Ví dụ như thấy con nói dối thì mình phải dạy nó nói dối là không có nên.
tránh như là một số gia đình sư thấy con nó chữ thề ba má vỗ tay, thì con nó đi nó hái trái xoài nhà hàng xóm á, về ba má cũng không nói tiếng nào hết. Tức là khi thấy con làm sai, thấy con làm xấu thì bổn phận của cha mẹ là phải ngăn. Mà ngăn nó đây là gì? Hướng dẫn nó để nó biết cái này á, là không có nên làm. Chứ không phải mình chỉ đơn giản là mình cấm. Mình phải giải thích cho nó hiểu. Và mình phải cho nó cơ hội để nó giải thích. Để nó hiểu được cái chuyện đó là chuyện không nên làm. Mà thường thì chúng ta rất dễ áp dụng cái cách mà dễ dàng á, tức là cấm, cấm là xong chuyện. Thì xin thưa nhé, không phải đứa nhỏ nào nó cũng dễ thương đâu. Nên mình phải cho nó hiểu lý do, và muốn cấm nó cũng phải có lý do. Rồi cái gì nữa? Mình phải khuyến khích con làm những cái điều thiện. Tức là gì? Khuyến khích nó bố thí, dạy nó đi bố thí. Những cái ngày mình đi chùa đó, mình khuyến khích nó, mình hướng dẫn nó đi chùa, khuyến khích hướng dẫn nó à, thấy ăn xin đó con, thấy người ta khổ đừng có dạy cho nó coi thường người nghèo nha, hãy biết thương người ta, nó người ta khổ quá con, bây giờ con cho người ta tiền để người ta bớt khổ đi. Hãy khuyến khích con làm những cái điều thiện. Mình biết đi chùa thì mình khuyến khích con, khuyến khích con học đạo, khuyến khích con làm những điều lành. Rồi gì nữa? Hướng nghiệp cho con. Nhưng mà sư nhắc giùm, cái hướng nghiệp này đó mình phải hiểu con và biết được cái điểm mạnh của nó, biết được nó có những cái kỹ năng gì, có những cái ưa thích gì, nó làm được cái gì. Đúng là mình làm cha làm mẹ mình sống nhiều hơn nó mấy chục năm, mình có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng mà mình có biết là con nó học không giỏi nhưng mà nó vẽ rất giỏi, có biết chuyện đó không? Mà thời nay có khi là cái thứ mà nó vẽ giỏi á, nó làm đồ họa tốt, nó kiếm cả 100 triệu một tháng á. Mình có biết gì đó không? Đấy. Rồi khi mà mình tìm hiểu, mình biết được những cái năng khiếu của con, hoặc là mình gợi ý cho nó. Xin thưa là nhiều lúc con nó học cấp 3, lên tới cấp 3 rồi. Kêu nó làm một bài toán phương trình thì nó còn dễ, chứ kêu nó nghĩ đến tương lai nó mơ hồ lắm. Thành ra cha mẹ đó cần phải hiểu con, để có được sự hướng nghiệp đúng đắn cho con. Chứ không phải là mình thích cái nghề gì là mình bắt con phải theo nghề đó. Mình nghĩ là cái nghề nào tốt là mình bắt con phải theo nghề đó tốt, thì đó không nên. Mình phải kiếm cái nghề phù hợp. Nhớ giùm. Ở đời á, cái đứa làm giỏi á, thì được trả lương nhiều hơn, chứ không phải cái đứa học giỏi hơn. Mình lo cấp 3 cho con, ví dụ cấp 3 thì mình lo cho con nó vô cái trường tốt, nhưng mà sau này nó đi làm rõ ràng công ty không có hỏi cấp 3 anh học trường gì. Rồi mình lo mình bắt con phải học đậu đại học này, đậu đại học kia. Xin thưa, tới hồi đi tuyển dụng đó, người ta cũng không hỏi con là anh học đại học gì. Cái quan trọng là anh làm được việc hay không. Sư nhớ hồi xưa hai anh cùng làm cái nghề IT, mà một anh ấy hồi xưa là ảnh học bên du lịch, không dính dáng gì tới IT hết, nhưng mà ảnh nghiên cứu, ảnh làm được chuyện vô công ty, ảnh làm cái lương ảnh cao hơn cái anh mà học chuyên ngành IT. Tại sao? Tại vì làm được việc. Mà mình thì bây giờ mình muốn con mình lên nắm đầu người ta, lên học cho nó cao lên,
Nhưng mà giáo dục của chúng ta hiện nay còn rất nhiều những lỗ hổng mà chúng ta cứ mãi chạy theo bằng cấp, chúng ta quên cái chuyện là xài được hay không, quên đi, mình không có nghĩ đến chuyện đó. Thành thư cho tới bây giờ sau bao nhiêu năm sư vẫn không có xài gì tới phương trình bậc hai hết trơn, mà sư xin nhắc là sư là một đứa học sinh giỏi, mà cho tới bây giờ sư đâu có cần xài tới cái phương trình bậc hai đâu. Rồi sư cũng không cần đến những cái phản ứng hóa học nữa, cũng không cần phải biết tới, cũng không cần xài tới cái là tính lực rơi tự do. Cho nên cái quan trọng là xài được hay không, chứ không phải là bằng cấp cao hay không. Nếu như á mà con nó yêu sớm, tại vì sư đang nói trong trường hợp mình là cha mẹ phụ huynh mà con còn đang trong độ tuổi đi học ha. Thì nếu như mà con nó yêu sớm, thay vì cấm cản thì mình dạy cho con á, lợi hay hại, đừng có đánh giá thấp cái sự quyến rũ của giới tính. Sự quyến rũ giới tính thì độ tuổi nào nó cũng như nhau. Mà mình á, chỉ cho nó thấy là cái này nó có thể ảnh hưởng tới việc học hay không. Bây giờ đó, cái cần phải quan tâm, cần phải ưu tiên là cái gì? Cái gì là tốt nhất vào thời điểm này? À, sư nhớ là sư có đọc một câu chuyện cười mà sư thấy nó cũng có lý. Là có người đó đưa một cái tấm hình là một cái ông già, một ông già bụng phệ, đầu chọc lóc, già phú đế luôn nha, mập ú, ôm một cái cô người mẫu. Thì cái chú thích bên dưới ảnh á nói như thế này: nếu như á mà con gái của bạn á hỏi là con đi học để làm cái gì, con cần phải học để làm cái gì, đưa tấm hình này ra cho nó coi. Còn nếu như mà con trai của bạn mà hỏi bạn á, con đi học để làm cái gì, thì cũng đưa tấm hình đó ra cho nó coi. Thấy nó cũng có lý chứ không có lý. Thì có nghĩa là sao? Cái việc con cần bây giờ đó nha, cái việc con cần bây giờ đó, là con ráng con lo học đi. Tới hồi mà con học cho nó giỏi rồi đó, con đi làm nha, con đi làm rồi thì người yêu con đâu có thiếu. Bây giờ là cái mà con cần phải tập trung vào việc học. Còn bây giờ mà con chạy theo nó thì xin thưa là con vui, bây giờ thì con vui đó. Nhưng mà cái việc học con không đảm bảo thì mai mốt á, có khi là con không có giữ được người ta. Mình phải phân tích cho nó hiểu, chứ không phải là mình cứ lôi ra cấm. Không, con nít yêu sớm không được cấm, mày quen nó là không có được cấm. Chứ thấy không ổn. Rồi gì nữa? Phải chỉ cho nó biết cách tự bảo vệ mình, đặc biệt là con gái. Phải chỉ cho nó biết cách tự bảo vệ mình. Tại nói gì thì nói, trước sau thì khi một cái chuyện mà nó đi đến cái chuyện tệ, phụ nữ luôn luôn là người thiệt thòi nha. Nếu là con gái thì phải dạy nó biết cách bảo vệ mình, còn nếu là con trai á thì phải dạy nó biết chịu trách nhiệm trong cái sự việc này. Thì sư vẫn nhớ một vài cái lời dạy của bố sư, nhưng mà thôi để qua một bên đi. Nhưng mà chủ yếu là cái gì, mình cần phải có ý thức trách nhiệm. Khi mình chưa có ý thức trách nhiệm á thì mình cần phải kiểm soát cảm xúc của bản thân. Chứ sư nhớ là có rất sư có vài người bạn mới học cấp 2 à, mới học cấp 2 à, nghỉ học đi lấy chồng.
Rồi sau này đi cấp 3 cũng vậy. Cấp 3 thì sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng có mấy đứa là đi cũng kết hôn. Đấy. Thành ra mình dạy cho nó để nó biết cách bảo vệ mình và biết cách trách nhiệm, biết nó sẽ phải đối diện với cái gì thì nó vẫn hơn là mình chỉ đơn giản mình cấm thôi. Mình phải khi mà mình cho tiền thì mình nên cho con tiền một cách hợp lý. Tức là sao? Mình dạy cho nó biết cách tiêu tiền. Cũng kỳ là nhiều lúc người lớn mình còn chưa biết cách tiêu tiền. Thì coi như cái này là dành cho cả phụ huynh và học sinh nha. Tức là từ lớn tới nhỏ đều học cách tiêu tiền. Nhưng mà cái cách của trẻ em á thì nó khác với người lớn. Thì mình hướng dẫn á, bây giờ đó tiền á con chia ra làm bốn, chia ra làm tư ha. Một phần á để cho con xài cho bản thân con. Con muốn ăn cái gì đó con ăn, con muốn mua cái gì đó con mua, cái này tiền của con, bà má không có đề cập tới. À, một phần á dạ nó cái này con mua cho cha mẹ. Thí dụ như hôm nào con đi ăn ngon thì con mua, ví dụ như con đi uống nước mía với bạn ha, thì con mua để một phần đó, con mua cho bố mẹ người người một ly thì nó cũng vui. Ừ. À, hôm nào con đi uống trà sữa thì con cũng có tiền đó là con mua cho bố mẹ một ly. Thì khi mà nó nghĩ nó có một cái gì đó để làm quà tặng cho bố mẹ, nó sẽ kết nối được những thành viên trong gia đình với nhau. Chứ nó không đơn giản là mình cần nó mua cái gì nó ghê gớm đâu nhưng mà mình tập cho nó biết nghĩ cho cha mẹ nó cũng là một điều nên. Rồi mình nó là một phần đó là con dành cho bạn bè để chi. Nhiều lúc thì bạn bè rủ đi uống nước mía nè, rủ đi uống trà sữa nè, rủ đi công viên chơi thì con cũng phải có tiền đúng không? Thì cái phần đó là con dành cho bạn bè, nhiều lúc con cũng cần mời bạn bè ly nước mía, cần mời ly trà sữa đó, thì cái phần đó con để dành cho bạn bè. Rồi một phần á là mình chỉ nó cái phần này nè con để dành để con làm phước nghe. Ra đường á con thấy mấy bạn người nghèo á ăn xin rồi khổ á con cho tiền họ nghe. Đấy rồi đấy mình hướng dẫn cho nó biết cách để lập phước, tức là mình cho nó và hướng dẫn nó chi tiêu một cách hợp lý. Sư nói tiếp về năm cái điều kiện mà mình mở miệng ra mình dạy con, không phải lúc nào mình dạy cũng được đâu. Mà khi mình muốn mở miệng ra mình dạy con á, thì theo Tăng Chi Bộ Kinh làm ơn làm phước làm giùm năm cái điều này. Thứ nhất là nó đúng sự thật, đây là chuyện đương nhiên rồi nha, nó phải đúng sự thật. Cái nhiều lúc á mình đưa ra những cái ví dụ, mình đưa ra những câu chuyện mà nó không có thật á cũng không có nên, tại vì khi mà con nó phát hiện mà nó bị lừa rồi đó, lần sau nó không tin ba má nữa. Cho nên dù là vì cái chuyện tốt cho con á mà không đúng sự thật thì cũng không nên. Cái thứ hai là mình coi con nó có lợi ích gì cho con của mình hay không. Có những bậc phụ huynh á, mình nói chuyện với con mình nó riết rồi nó sa đà, mình biết không? Tức là lôi nhỏ ra là nói từ trên trời dưới đất hết, là tụng kinh á, nha, tụng kinh cả tiếng đồng hồ như vậy đó, nhỏ nó chỉ lùng bùng lỗ tai thôi, cho nên nói ngắn gọn thôi. Mà sư nghĩ là cái này phụ nữ hơi yếu, nói thiệt nha, cái này phụ nữ hơi yếu, bởi vì nó còn dính dáng đến chuyện thứ ba nữa là đúng thời điểm. Tức là có những lúc á nó không thích hợp để nói, nhiều lúc con nó mệt mỏi, con nó đang bị áp lực, con nó mệt mỏi
thì mình không phải lúc thích hợp để mình lôi cái chuyện đó ra. Cho nên nhiều khi mình muốn dạy con, mình cũng phải coi coi có cái thời điểm nào phù hợp hay không. Mà muốn có thời điểm phù hợp thì đương nhiên là phải có người ở nhà. Chứ còn kẹt nhất á, là nhiều bậc phụ huynh cứ đè cái giờ mà ăn ăn cơm á, đè cái giờ ăn cơm ra mà dạy con. Chỉ đơn giản là bởi vì ngày thường đi làm, đi học không có gặp mặt nhau, tới giờ ăn á, mới gặp mặt. Mà mình dạy ngay giờ ăn riết rồi đứa nhỏ nó sợ về nhà luôn. Tại vì cứ mỗi lần tới giờ ăn là chắc thế nào ba má cũng lôi cái chuyện này chuyện kia ra mà nói. Rồi đó là chưa kể tại sao sư nói phụ nữ về mặt này hơi dở là tại sao? Một chuyện có nhiều khi mình nói hoài một lần chắc chắn không đủ, mình nói 3 lần 5 lần 10 lần riết rồi phụ nữ nhiều người nói. Mình cứ nói hoài một chuyện á thì nó cũng không có nên. Rồi cái thứ tư là điều kiện thứ tư, sư nghĩ không biết nãy giờ quý vị có ai ghi hay không, điều kiện thứ tư là gì? Chúng ta nên suy nghĩ trong lời nói. Mình muốn nói cái gì đó mình phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, phải chuẩn bị. Ở đây không có nghĩa là mình phải nói lúc nào cũng phải nói ngọt, không phải. Có những khi mình cần nghiêm khắc thì mình vẫn phải nghiêm khắc, nhưng có những khi mình cần nhẹ nhàng thì mình phải nhẹ nhàng chứ. Từ phải nói là cái kinh nghiệm hồi nhỏ đó, cái này sư phải thừa nhận nè, có đôi khi á nha bị đòn một trận xong rồi đó học nó tốt hơn. Thành ra là sư không có bài xích cái chuyện đó, nhưng mà cái gì cũng vậy, vừa phải thôi và phải biết chừng mực, chứ không phải là cứ lôi cứ hở chút xíu là lôi đầu con ra đánh. Xin thưa nha, đánh nhiều quá nó lì đòn. Có bao giờ quý vị gặp cái chuyện mà mình đánh nó mà nó chơ cái mặt nó ra, nó không khóc miếng nào? Tại vì nó lì đòn rồi, mình lạm dụng thì không có nên. Sẵn đây thì sư nhắc quý vị đến cái bài kinh Sóm Ngựa, sư tóm tắt thôi, đó là gì? Mình phải biết lúc lúc nào á mình cần dỗ ngọt con á thì dỗ ngọt, lúc nào á mình cần nghiêm khắc á thì mình phải nghiêm khắc, cái lúc nào mà mình cần phải dỗ trước mà đánh sau, hoặc là đánh trước mà dỗ sau thì mình cũng phải áp dụng cho nó phù hợp. Tức là ngay cả cái chuyện mà mình cần phải nghiêm khắc hay ngọt ngào á, và dùng như thế nào, nó cũng là một cái nghệ thuật chứ không phải không. Mình nói biết đúng, nó chạm vào tim của đứa nhỏ và đứa nhỏ nó sẽ ghi nhớ. Còn mình nói mà mình không suy tư, mặc dù thì mình nói đúng á, nha mình nói đúng á, có lợi ích cho nó đó, nhưng mà không muốn nghe. Thành ra phải suy tư về cái lời nói. Mà nhiều người thì dở trong cái chuyện nói, trong khi đó thì đánh nó dễ hơn, cho nên là một á, là cấm, hai là đánh. Thì phải nói là sư phải tội cho những đứa nhỏ mà sanh ra vào trong gia đình đó. Và điều cuối cùng là gì? Trước khi mình mở miệng ra nói, xem kỹ thôi, trong cái trạng thái của mình lúc bấy giờ đó có nóng giận hay không, nó là nóng giận hay nó từ tâm. Đương nhiên ba mẹ lúc nào cũng nghĩ con của tôi tại sao tôi không có tâm từ được, nhưng mà cẩn thận nghe, có nhiều lúc đó, mình nói và mình giận có cái sự nóng giận trong đó mà mình không biết, mình cứ nghĩ là mình thương con cho nên mình dạy con. Thành ra cẩn thận, mình phải nói bằng từ tâm, có khi nghiêm khắc nhưng mà phải bằng từ tâm chứ không phải bằng cái sân tâm. 5 điều kiện này đó cũng áp dụng cho quý vị đối xử với nhau, tức là vợ chồng đó, đối xử với nhau
cũng nên áp dụng năm cái điều kiện. Thì như vậy gia đình nó bớt ồn ào, bớt xôn xao, bớt xào xáo. Rồi khi mà con nó sai á, làm ơn làm phước, kiên nhẫn giải thích cái chỗ sai của con để con nó hiểu, thay vì á mình cứ cái kiểu áp đặt rồi bịt miệng đó, không cho nó giải thích thì không có nên cho nó giải thích. Có khi nó giải thích tầm bậy tầm bạ thì cũng được, rồi sau đó mình kiên nhẫn, mình dành thời gian mình giải thích cho nó. Cái cách con suy nghĩ như vậy nè là nó chưa có đúng đâu, cái cách con nhìn nhận vấn đề như vậy nè nó chưa có đầy đủ đâu, có nhiều cái con chỉ nhìn cái trước mắt thôi mà con chưa thấy cái xa hơn đâu. Bây giờ con có thể con thấy nó đúng nhưng mà nó có hại về sau con chưa biết đâu. Mình cần phải kiên nhẫn chỉ cho, chứ còn mình cứ làm cái chuyện dễ không à, tức là bịt miệng đó, không có cho mình nói gì hết trơn, cấm không có cho làm thì không được. Rồi một cái nữa nhớ giùm cái này, nếu như mình có chỉ trích đó, thì mình chỉ trích cái hành vi của nó, tức là thí dụ như cái việc con lười học bài á là không có nên, nó là sai nha. Tức là cái hành động đó mình chỉ trích hành động, chứ mình không nên chỉ trích con người, tức là con sai rồi không có nên, mà phải là cái hành động này á là chưa có đúng, hành động này á là sai nha, nó khác nhau nhiều. Mình chỉ cho nó thấy cái hành động đó là sai thì nó sẽ thấy cái hành động đó là sai, còn mình thấy mình chỉ cho nó thấy con sai thì nó sẽ suy nghĩ là bản thân nó là một cái lỗi. Và làm ơn làm phước, đừng có khiến cho con nghĩ rằng nó là một gánh nặng. Nhiều khi mình không ý thức được chuyện đó đâu, mà những cái lời nói của mình á, mình làm tổn thương con nhiều lắm. Ví dụ như nuôi mày tốn cơm tốn gạo nha, hoặc là biết vậy hồi xưa tao đẻ mày tao giục đi tao nuôi làm gì. Thì những cái lời nói như vậy đó, mình khiến cho nó nghĩ rằng nó là gánh nặng. Hoặc là mình có thể là mình đặt áp lực học hành cho nó quá, dẫn đến cái chuyện là nó nghĩ là cái chuyện học dở nó sẽ là gánh nặng cho cha mẹ, tại vì cha mẹ sẽ không tự hào. Rồi từ đó tự nó tạo áp lực cho nó. Không có nên. Đừng khiến con nghĩ rằng nó trở thành cái gánh nặng. Thành ra đừng có đổ lỗi cho con. Đừng có đặt quá nhiều cái kỳ vọng. Nó giỏi thì đương nhiên mình mừng, nhưng nếu như nó chưa giỏi cũng không sao, tại vì mình biết mà, con có hay có dở thì vẫn là con của mình, con có thành có bại hay nó thì nó cũng là con có dại có khôn thì nó cũng là con. Cho nên ấy, thương thì biết cách dạy dỗ, đừng có làm tổn thương đó. Và một điều cuối cùng sư muốn nhắn nhủ đến các bậc cha mẹ, đó là ở đời ai cũng có khả năng sai, ai cũng có thể sai hết trơn ấy. Cho nên ấy, khi mình sai thì mình nhận sai, không có gì xấu hổ khi mà mình nhận sai với con hết trơn. Thì nó thì với ba ba má sai rồi, chứ còn mình cương ấy, rồi mình không có nhận sai thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện là mình đàn áp, bởi vì mình không muốn thừa nhận cái chuyện đó là mình sai lầm, thì như vậy đó cũng là một cái thất bại trong giáo dục. Thì đó, hôm nay sư chia sẻ để cho quý vị thấy là ở trong Phật giáo thì cũng có những cái sự hướng dẫn dành cho các bậc làm cha mẹ để mình biết cách nuôi dạy con như thế nào, để mình biến cái mái nhà đó trở thành một cái tổ ấm, để mọi người có thể tìm được nơi để quay về. Và xin thưa, nếu như mình thật lòng thương con của mình
Thì những cái mà quý vị ghi chép á, nãy giờ làm ơn làm phước, thực hành ghi nhớ rồi thực hành, thì sư tin là nó sẽ thay đổi nhiều lắm. Và nếu như mà quý vị nghe không rõ muốn nghe lại thì sư sẽ đăng lại cái bài này, sư sẽ biên tập và đăng lại bài này, và quý vị sẽ thấy ở trên kênh YouTube của sư. Sư mong là những cái sự kiện đau lòng bởi vì cha mẹ không có sâu sát được với con, không có hiểu được con, nó sẽ hạn chế đến mức tối đa. Và ít nhất những người nghe được thời pháp này sẽ thay đổi được gia đình của mình, sẽ giúp cho gia đình của mình trở thành một cái tổ ấm. Sư mong là như vậy. Và cuối cùng xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, nhất là những bậc ân nhân của chúng tôi, những người đã hộ độ chúng tôi trong thời gian qua. Mong cho các vị có được một gia đình hạnh phúc, và do năng lực phước báo, mong quý vị sẽ đạt được kết quả là người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Già, Nam mô Tham Mai Già, Nam mô Sanh. Akasattha ca Sanang Akasattha Bhummattha Sa-du, sa-du, sa-du.